Động vật xã hội, hay còn gọi là động vật có tập tính xã hội, là những động vật sống theo bầy đàn, có sự tương tác cao giữa các thành viên trong đàn, tức là có tính xã hội. Sự tương tác, mối quan hệ và giao tiếp này tạo ra một mạng lưới tổ chức xã hội của động vật. Sự thành công của một cá thể phụ thuộc rất nhiều vào sự gắn kết với đàn. Đây là video nói về một số bầy đàn trong thế giới động vật. Mỗi năm, cứ đến mùa xuân, những con rắn sọc đỏ ở Nassau, tỉnh Manitoba, Canada lại tham gia vào một nghi thức khác thường. Khoảng 75.000 con rắn chui ra khỏi hang trong tuần cuối cùng của tháng 4, đông nhất là vào tuần thứ 2 của tháng 5 với mục đích kết đôi. Giống như tất cả các loài rắn khác, rắn sọc đỏ là loài động vật máu lạnh. Trong mùa đông, khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng, chúng ngủ trong suốt 8 tháng. Địa hình tỉnh Manitoba, Canada có rất nhiều hố trên mặt đất. Những con rắn thấy đây là nơi lý tưởng cho 8 tháng ngủ đông, nên đã đổ dồn về khu vực này. Nhưng diện tích của khu vực này có giới hạn. Hàng nghìn con rắn chui rút trong khu vực nhỏ bằng một phòng khách trung bình. Khi mùa xuân đến, chúng tụ hội, chồng lên nhau tạo thành một tấm thảm đầy rắn kinh rợn. Đây cũng là thời gian sinh sản cao điểm của loài rắn sọc đỏ. Con đực háo hức tìm một con cái để kết đôi. Trong khung cảnh hỗn độn này, con rắn đực rất khó để tìm thấy rắn cái. Mặc dù rắn cái thường dài hơn và to hơn, nhưng có những lúc tỷ lệ rắn đực và rắn cái là 10.000 trên 1. Tỷ lệ giới tính chênh lệch buộc con đực phải thức dậy thật sớm. Chúng phải tranh thủ làm ấm cơ thể thật nhanh bằng những tia nắng ấm đầu tiên và chờ đợi sự xuất hiện của con cái. Rắn cái thường ra khỏi hang chậm hơn một vài tuần. Sau khi đã giao phối xong, con rắn cái sẽ tránh xa chiếc thảm rắn đông đúc và đến một địa điểm khác để đẻ trứng trong mùa hè. Một con cái có thể đẻ 40 đến 50 quả trứng cùng lúc. Tháng 9, những con rắn trở lại hang ổ, tiếp tục ngủ đông trong vòng 8 tháng. Ở đây, tại bờ biển phía nam của Vịnh Con Lợn, một đội quân lớn đang tập trung. Một trong những cuộc di cư vĩ đại nhất của tự nhiên đang chuẩn bị diễn ra. Đàn cua đỏ đang di chuyển, và nhiều con đang mang theo một thứ quý giá nhất của quần thể, đó là những quả trứng. Mỗi cá thể cua cái có thể mang tới 80.000 quả trứng, và tất cả chúng đều cần nước để tồn tại. Nhiệm vụ của các bà mẹ là phải tìm đường ra biển. Quãng đường đó có thể kéo dài đến 4 dặm và là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Hàng triệu năm tiến hóa đã mang lại cho loài cua này khả năng sống sót trong rừng vào ban đêm. Nhưng đường xá và giao thông là một vấn đề hoàn toàn khác. Cuộc hành trình của chúng trở thành một trò chơi sống còn với cái chết. Bất chấp những tổn thất nặng nề về cá thể, hầu hết đàn cua vẫn vượt qua được và tiếp tục hành trình ra biển. Bây giờ là những chặng đường cuối cùng. Chúng đã có thể ngửi thấy mùi muối trong không khí. Mặc dù được bao quanh bởi đại dương, những con cua đỏ này đã tiến hóa để sống gần như hoàn toàn trên đất liền. Nhưng chúng vẫn có một mối liên hệ sâu xa với tổ tiên của mình trong quá khứ. Những quả trứng vẫn cần được chăm sóc bởi nước biển. Khi đàn cua mẹ chạm được đến vùng nước của biển cả, chúng sẽ thả những quả trứng của mình và phó mặc tất cả cho mẹ thiên nhiên. Không lâu sau đó, một thế hệ cua con sẽ lại trên hành trình tìm về với đất liền và tiếp tục lao vào vòng lặp bất tận ấy. Trên một bãi biển vắng người qua lại ở Nam California, đàn cá Crunian với hàng trăm con cá đang lướt trên những con sóng để dạt vào khu vực này. Chúng đều có chung một mục đích là đến đây để đẻ trứng. Nhưng điều đó thật không dễ dàng đối với những cư dân của biển cả này. Một con cá mái cố gắng đẩy mình lên bãi cát cao nhất có thể để nằm ngoài tầm với của những con sóng. Khi chúng vùi mình xuống cát cũng là tín hiệu cho lũ cá trống lao vào. Chúng quấn mình vào con mái, chen lấn để thụ tinh cho trứng, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp khác thường trên bãi biển. Trong cơn điên cuồng, nhiều quả trứng bị đánh bật ra khỏi bãi cát. Và khi điều đó xảy ra, những quả trứng này sẽ không bao giờ có cơ hội nở nữa.
Mặc dù những con cá nhỏ bé khi lên khỏi mặt nước trông có vẻ chúng rất dễ bị tổn thương, nhưng với số lượng khổng lồ của cá Grunion thì những kẻ săn mồi nhiều kinh nghiệm nhất cũng phải bối rối. Mối nguy hiểm lớn nhất sẽ đến khi chúng tìm cách trở lại với vùng biển. Đây là khoảnh khắc mà lũ bồ nông đã chờ đợi từ lâu. Nước sâu hơn một chút khiến bồ nông dễ dàng mổ cái mỏ khổng lồ của mình xuống để vớt lũ cá lên. Một bữa tiệc thật hoành tráng mà chẳng mấy khi chúng có được. Lũ cá nháo nhác bơi tán loạn, hòng thoát thân. Trứng của chúng sẽ phát triển nhanh chóng bên dưới lớp cát ấm áp của bờ biển và sẵn sàng nở sau 2 tuần nữa, trong một đợt thủy triều dâng cao. Rác lá của những khu rừng nhiệt đới là một nơi do kiến cai trị. Ở đây, chúng chiếm ưu thế gần như tuyệt đối. Một trong số những thợ săn lành nghề nhất của khu rừng là kiến bẫy. Chúng là kẻ đi săn đơn độc. Sở hữu một cái hàm có thể mở rộng đến 180 độ. Khi gặp một con mồi tiềm năng, nó sẽ mở và đóng bộ hàm của mình với tốc độ nhanh gấp nhiều lần một cái chớp mắt của con người. Chiếc hàm đáng sợ trong thế giới động vật này biến kẻ đi săn mồi thành cơn ác mộng cho những con mồi xấu số. Mặc dù mạnh mẽ là thế, nhưng kiến bẫy không phải là kẻ đi săn thống trị dưới thảm rừng. Vị trí này phải được dành cho một loài kiến có tinh thần đồng đội cao đến mức đáng sợ. Không có gì có thể cản đường chúng, và cũng không có con mồi nào có thể dễ dàng chạy thoát. Một con côn trùng nhanh chóng chạy băng qua nền rừng trong cơn hoảng loạn. Một con côn trùng khác nhanh chóng chạy ngay sau nó, và tiếp theo là toàn bộ các loài côn trùng nhỏ bé của thảm rừng. Cho dù đó là các loài ăn thịt như nhện, hay các loài có bộ giáp cứng như bọ xít, tất cả chúng đều hiểu có một mối đe dọa to lớn sắp ập đến. Toàn bộ thảm rừng rộng tới cả chục mét, giờ đây đang bị càn quét bởi rất nhiều con kiến quân đội. Đó là một tập hợp của những chiến binh tinh nhuệ được trang bị bộ răng sắc như dao và vết đốt có nọc độc. Chúng như một cơn lũ càn quét khắp nền rừng và không bỏ sót bất cứ một ngóc ngách nào. Các loài động vật nhỏ và côn trùng đều có thể là con mồi của chúng. Bản chất hung hãn của loài kiến này đã có kể từ khi nó còn là một ấu trùng. Những con kiến thợ cần tìm kiếm một lượng con mồi đáng kể để nuôi nấng thế hệ tương lai của chúng. Để đáp ứng lượng con mồi lớn đến thế, đàn kiến không thể ở yên một chỗ. Vì vậy, giải pháp tốt nhất cho những con vật không có kẻ thù này là đưa cả đàn đi du canh. Với một đội quân lên đến 500.000 cá thể, đàn kiến cần phải bắt đến 30.000 con mồi mỗi ngày. Để có khả năng di chuyển như vậy, đàn kiến không bao giờ làm tổ cố định. Thay vào đó, chúng tạo ra một thứ gọi là bivouac. Đây là một cấu trúc được tạo ra từ chính các thành viên của đàn. Một cái tổ sống được hình thành trong hốc cây hay một cái cây bị đổ. Nơi này sẽ được dùng để bảo vệ kiến chúa và các thế hệ tiếp theo của chúng. Sau khi ấu trùng hóa thành nhộng, bivouac có thể được thiết lập ở một chỗ trong vài tuần để kiến chúa có thể đẻ lứa trứng tiếp theo. Khi những quả trứng này nở, bầy đàn lại tiếp tục cuộc sống du mục. Sau khoảng 3 năm, khi bầy đàn đã trở nên quá lớn, chúng sẽ tách ra trong một quá trình được gọi là phân hạch. Trong đó, một con kiến chúa non sẽ rời đi với một phần của bầy đàn. Cách phân chia bầy đàn kỳ lạ này là một sự thích nghi đặc biệt với lối sống khác thường của chúng. Tất cả các con kiến chúa đều yêu cầu một số lượng thành viên đầy đủ ngay từ đầu để thu thập các nguồn lực cần thiết để nuôi dạy con cái của chúng. Những con kiến tiên phong của bầy đàn có thể di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Không có gì cản trở chuyển động của đội quân này khi chúng quét qua nền rừng. Kiến quân đội cũng chính là bậc thầy trong việc xây dựng các công trình làm từ chính cơ thể của chúng. Khi gặp một nơi nào đó có địa hình phức tạp và không thể băng qua, bầy kiến nhanh chóng xây dựng những cây cầu sống. Điều này cho phép chúng di chuyển qua các địa hình khó khăn với sự hiệu quả đáng kinh ngạc. Tinh thần đồng đội tuyệt vời của kiến rất quan trọng trong việc săn bắt con mồi. Sử dụng số lượng áp đảo của mình, kiến có thể hạ gục và giết chết các loài động vật chân đốt lớn hơn chúng nhiều lần. Một khi đã bắt và khuất phục được con mồi,
lũ kiến xé nó thành nhiều mảnh nhỏ hơn và đem chuyển nó trở lại bivouac. Sau một cuộc đột kích khốc liệt, đàn kiến thu thập hết những mảnh xác của động vật chân đốt, bao gồm cả những chiếc chân đáng sợ của một con rết lớn. Con vật từng là kẻ săn mồi đáng sợ của nền rừng, bây giờ đã được chia thành từng mảnh nhỏ có kích thước phù hợp để lũ kiến mang đi. Dọc theo đường đi của đàn kiến thợ chuyên cần là những con kiến lính sở hữu một bộ hàm lưỡi liềm ấn tượng và đặc biệt. Chúng giữ vai trò bảo vệ đàn kiến thợ khỏi bất kể thứ gì có ý định đánh cắp thức ăn. Việc trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của đàn kiến quân đội là mục tiêu của bất kỳ loài động vật chân đốt nào không may bị chúng phát hiện và tiếp cận. Nhiều con vật chỉ đơn giản là chạy trốn theo bản năng, trong khi một số khác chọn cách đứng yên bất động. Mặc dù là một kẻ săn mồi được cho là đáng sợ nhất của nền rừng, nhưng thật trớ trêu khi những thợ săn khét tiếng này lại bị mù. Và do đó, việc phát hiện con mồi của chúng chủ yếu thông qua các rung động. Vì vậy, việc ở yên một chỗ có thể giúp những con vật này thoát thân. Sau một cuộc càn quét quy mô lớn, đàn kiến mang chiến lợi phẩm trở về căn cứ và để lại đằng sau lưng một thảm rừng rộng lớn đã vắng bóng con mồi. Không có một loài động vật nào khác trên hành tinh phản ứng nhanh và đột ngột với các điều kiện thời tiết thuận lợi như châu chấu sa mạc. Những quả trứng đã nằm chờ đợi 20 năm dưới lòng đất bắt đầu nở. Những con châu chấu non được gọi là rầy vì ở giai đoạn này chúng không biết bay. Chúng tìm kiếm đồ ăn bằng cách lần theo mùi cỏ mọc. Thông thường phải mất 4 tuần để rầy trưởng thành. Nhưng nếu trong một điều kiện thích hợp hơn, sự phát triển các giai đoạn của chúng sẽ diễn ra nhanh hơn. Khi thảm thực vật ở một nơi bắt đầu cạn kiệt, những con trưởng thành có cánh bắt đầu tiết ra pheromone, gửi một thông điệp mùi hương nói với những con khác rằng đã đến lúc chúng phải lên đường đi tìm một đồng cỏ mới. Và khi các nhóm hợp nhất, chúng tạo thành một bầy đàn khổng lồ. Một con châu chấu trưởng thành ăn một lượng thức ăn bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể của nó trong một ngày. Và cả một đàn có thể tiêu thụ lên tới hàng trăm tấn thực vật trong phạm vi kiếm ăn của chúng. Đàn châu chấu cần phải tiếp tục di chuyển. Cả đàn bay nương theo những cơn gió. Đây là một cách hiệu quả để tiết kiệm năng lượng. Đi theo luồng gió có nghĩa là chúng luôn hướng tới những vùng có áp suất thấp, những nơi sẽ có mưa và thảm thực vật đã bắt đầu phát triển. Cả đàn châu chấu cùng di chuyển mang lại một thảm họa vô cùng lớn khi vài tỷ con côn trùng có thể kiểm soát và tàn phá một diện tích cực kỳ lớn. Chúng sẽ tiêu thụ mọi thức ăn có được trên đường đi của mình. Đây là một trong những bầy đàn động vật vĩ đại nhất trên hành tinh của chúng ta. Nó hiếm khi được nhìn thấy ở một quy mô lớn như thế này và cũng sẽ không tồn tại lâu. Một khi thức ăn đã hết, tiếng đập cánh đều đặn của hàng tỷ con châu chấu sẽ một lần nữa được thay thế bằng âm thanh của tiếng gió sa mạc. Đây là những khu rừng linh sam El Yamel ở miền trung Mexico. Môi trường sống độc đáo trên núi này là những gì còn lại từ thời trái đất còn mát mẻ và ẩm ướt hơn. Ở trung tâm của khu rừng rộng lớn này, hơn nửa tỷ con bướm vua đang say giấc nồng. Chúng đã đến đây từ Canada xa xôi để tránh cái lạnh của phương Bắc. Làm thế nào mà chúng có thể đều đặn tìm đến vị trí chính xác của khu rừng vẫn còn là điều bí ẩn. Trong khi nghỉ ngơi, đàn bướm tụ lại với nhau để kiếm tìm chút hơi ấm quý giá. Nhưng khi mùa đông kết thúc, mặt trời nhanh chóng sưởi ấm đôi cánh mỏng manh của chúng. Và khi hơi ấm đã đánh thức chúng hoàn toàn, đàn bướm bắt đầu bay. Khu rừng tĩnh mịch bỗng nhiên trở nên sống động. Những gì bắt đầu như một giọt nhỏ sẽ sớm trở thành một dòng chảy. Đàn bướm ồ ạt đổ ra từ mọi cái cây trong khu rừng. Đó là một cảnh tượng thật hoành tráng. Hàng triệu con bướm cùng cất cánh lao lên bầu trời. Tất cả chúng đều có một mục tiêu cao cả là tìm bạn đời. Đối với các con cái, chúng không thiếu sự lựa chọn. Nhưng đối với một con bướm vua đực, việc đó đồng nghĩa với sự hy sinh tột cùng. Cho dù những con đực có thành công hay không, thì đây cũng là tuần cuối cùng chúng có mặt trên trái đất.
một con đực được xác định dễ dàng bởi hai đốm đen trên cánh. Nó cần phải nhanh chóng tìm được người bạn đời cho mình. Và hôm nay, vận may đã thuộc về nó. Có một con bướm cái đang ở một mình. Chúng nhanh chóng tách khỏi sự hỗn loạn xung quanh và thực hiện công việc vĩ đại. Trong quá trình này, con bướm đực có thể giảm đến 1/3 trọng lượng cơ thể. Sau khi quá trình kết đôi kết thúc, con đực sẽ chết tại chính khu rừng này. Nhưng những con cái vẫn còn một chặng đường dài quan trọng cần phải thực hiện. Con cái này và những con cái khác giống như nó sẽ mang theo hàng trăm quả trứng được thụ tinh, tiếp tục thực hiện một cuộc di cư hoành tráng. Chúng sẽ bay 900 dặm về phía bắc qua Mexico và vào Hoa Kỳ. Ở đó, chúng sẽ tìm thấy thức ăn và một nơi an toàn để đẻ trứng. Nơi đó sẽ sinh ra thế hệ tiếp theo của chúng để tiếp tục cuộc hành trình về phía bắc. Và những đứa cháu của đàn bướm vua này sẽ là thế hệ siêu đẳng tiếp theo. Đó là những con bướm đủ mạnh mẽ để bay 3.000 dặm trở lại khu rừng của những cây linh sam cổ thụ và biết tiếp câu chuyện của loài bướm nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này. Chúng ta vừa điểm qua một số bầy đàn tiêu biểu trong thế giới động vật. Bạn ấn tượng với bầy đàn nào nhất? Để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!